Chào bác nha, hôm nay không bán hàng cho bác nữa, lên kể chuyện cho tất cả các bác vậy. Tâm sự vui vui thôi, kể ra em thấy người nông dân thợ rèn chúng em kiệt sỉ rồi đấy các bạn. Kiệt sỉ và tằng tiện đến mức là làm cho các bác bao nhiêu con dao đẹp, làm bao nhiêu loại cán, bao nhiêu mẫu mã, bao nhiêu loại nhíp, từ nhíp xe đỏ, nhíp G đến vòng bi rồi chốt tăng nhưng chưa một dần dám mang một con dao mới về dùng vì sợ tiếc các bạn. Đến bây giờ thì em vẫn chỉ dùng một con dao cán liền. Bố em rèn từ ngày xưa mà dùng cái dòng nhíp xe G đỏ của Nga ấy, của Đức ấy. Đấy, dùng con đấy đến bây giờ. Thế hôm nay nhà em là không rèn vì hôm nay là anh nhà em hơi mệt một chút, mệt từ hôm qua rồi. Thì hôm nay nhà em nghỉ rèn các bác nha. Tiện thể nghỉ rèn thì bố em bảo thôi mang mấy cái con dao còn dư ra đây để bố thử chặt xem nào, xem là có được 10 con như 10 không, không lâu lâu anh say rượu lại lệch lạc hay sao. Nói thì nói trêu vậy thôi chứ bố em cực kỳ tin tưởng vào tay nghề của anh rồi. Nói thì nói chứ tay nghề của anh cũng đánh giá là nhất nhì làng rồi đâu các bác. Cũng được gọi là tin tưởng kha khá rồi đấy các bác ạ. Đấy, chặt xong cái vó, chặt xong cái đuôi bò thì bố em bảo là còn nốt mấy cái vó bò hôm nọ họ cho cũng chưa có hề làm đâu. Chưa làm đâu, bố em vừa vệ sinh sạch sẽ rồi nhưng chưa làm. Thì mang ra chặt nốt đủ nồi ấy mà, để chặt nốt để đủ nồi. Đến tầm này là thấy con gái cầm máy quay là hơi run rồi các bác ạ. Dám chặt thì chẳng dám chặt mạnh thì sợ nó bay. Mà chặt nhẹ thì sợ các bác nói là dao không sắc, không chuẩn. Nhưng thật sự so với các bác nhá, các bác nhìn cái con dao sắc hay không, các bác biết ngay này, tốt hay không, các bác biết luôn này. Chặt một cái là xương nó không bị vụn các bác nhá. Dù có xương ống của vó bò đi chăng nữa thì nó cũng không bị vụn. Đây, một thao tác rất là quen thuộc các bác thể để ý không ạ? Cứ mỗi lần chặt xong là bố em sẽ có một thao tác đó là thử độ sắc của lưỡi dao bằng việc là gọt thử lưỡi vào cái móng tay ấy. Xem là nó còn sắc hay không và lúc đấy sẽ thử được hết. Đấy, tiếp theo bố em rất là thích con chopper này nhá. Bố em bảo là chặt thì thích con chopper này nhất, nên là bố em cứ mang chặt đi chặt lại thôi. Trong khi đó em mang ra mấy con liền, bảo bố cứ chặt hết đi. Bố em bảo thích chặt cái con chopper này, bởi con chopper này chặt quá là đỉnh các bác ạ. Đấy, dù có chặt đến xương ống trâu bò đi chăng nữa thì nó vẫn cực kỳ ngọt các bác nhá. Xương của nó không hề bị vỡ vụn mà bố em chỉ chặt 2-3 nhát thôi là nó ra cái xương bò rồi. Đấy, con dao thì không hề bị răm xương hay bị vỡ vụn gì hết. Đấy, vẫn một thao tác test cơ bản từ ngày xưa đến bây giờ rồi. Cứ chặt xong là cứ thử vào cái móng tay xem là có còn trơn tru hay không á. Đấy. Còn con này là một con mỏ chim này, lưỡi của nó cũng là dày 5 ly các bác nhá. Nói về độ dày 5 ly thì mức độ chặt nặng thì tất cả những cái em dao dày tầm 5 ly thì nó đều đáp ứng được cái mức độ chặt nặng như vậy các bác nhá. Nên là các bác cực kỳ yên tâm thôi, hàng nhà em mà các bác dùng để chặt thoải mái, vô tư. Đấy, đây là bộ ba con dao mà hôm nay em đã chặt trong ngày hôm nay. Thì sẽ có một em dao 07, một em dao mỏ chim và một em dao chopper. Tất cả những em này thì đều có độ dày sống lưng lên 5-6 ly. Mức độ chặt của nó sẽ cực kỳ là chặt nặng được cho tất cả các bác nha. Test thì test rồi, thử thì cũng thử rồi. Còn việc gì nữa thì các bác cứ báo em.